Ok, chào các bác nhé. Thì đợt vừa rồi cũng rất nhiều bác hỏi là bên này đợt này shop có máy sát vali không, máy hút ẩm sát vali không, thì bên em hiện tại thì vẫn có rất là nhiều bác nhé. Đó. Thì đây là một con sát vali 8 lít mọi người này. Máy là nguyên bản mọi người nhé. Sát vali 8 lít. Máy bên trong nội thất nó rất là đẹp luôn. Đây là hình thức bên sau mọi người nhé, đằng sau này. Và đây mình quay thông số bác xem nhé. Này là 8 lít trên ngày này. 270 đến 285W là sấy này. 210 đến 250 là hút ẩm này. Đấy. Bên 2008. Tầm sát vali thì dần dần nhiều người thích tại vì bản chất vali nó rất là nhỏ gọn và thiết kế thì rất là nhiều người thích. Đó. Thì con này dùng được khoảng 8 lít thì khoảng 30m² đổ lại mọi người nhé. Thì bác nào có nhu cầu về con máy hút ẩm sát vali này, giá nó cũng bình dân thôi, giá tốt thôi. Thì bạn nào có nhu cầu con sát vali này thì liên hệ bên em nhé. Hiện tại bên em đang có khoảng 4-5 chiếc sát vali này.